Xin chào thầy và các bạn, mình là Việt, lớp trưởng lớp IGH44 và chuyên ngành thầy Nguyên. Thì hôm nay mình xin trình bày ngắn gọn một câu mà thầy giao trong buổi giảng hôm trước. Đó chính là câu số 4. Common symptoms seen with glomerulonephritis include all of the following. Những cái triệu chứng phổ biến gặp ở bệnh vi cầu thận bao gồm những cái nào sau đây? A. Hematuria, đái máu. B. Decrease GFR, giảm độ lọc cầu thận. C. Fatigue, mệt mỏi, suy nhược. D. Elevated LFT là tăng các chỉ số xét nghiệm chức năng gan. LFT là liver function test. Bây giờ mình sẽ đi từng ý, từng cái tài liệu tham khảo để mình trả lời câu này. Đầu tiên là tài liệu này. Đây là một cái bài viết uh, rất là đầy đủ về acute Glomerulonephritis là viêm vi cầu thẳng cấp. Nó có phân loại và kể cả các triệu chứng và cách điều trị. Đầu tiên là triệu chứng của viêm vi cầu thẳng cấp là chúng ta có hematuria đáy máu, protein urea, protein niệu và suy giảm chức năng thận cùng với tăng huyết áp và quá tải dịch và phù. Thì dưới cái này nó sẽ phân loại ra những cái loại của viêm cầu thận cấp. Và cái bảng này thì ở chỗ post infectious glomerulonephritis này nó cũng đã có đề cập tới cái biểu hiện là đái ra máu. Rồi, cái bản này bản này ở uh, cái loại là Wagner's Granuloin granulomatosis thì nó có đề cập tới malaise Weight Loss thì hai cái này nó sẽ khớp với lại uh, cái triệu chứng là Fatigue suy nhược của cái đề. Ngoài ra thì chỗ MCGN Cái loại MCGN, MCGN chính là mesangial Capillary Glomerulonephritis Là viêm cầu thận mau mạch tế bào mesangial Thì ở cái loại mesangial mà ở type 1 Mà cùng với Hepatitis C á, Tức là nó cùng với viêm gan C Thì nó sẽ có đầy cập tới Abnormal Liver function test. À, thì nhưng mà cái cho nên là cái 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 câu elevated liver function test nó sẽ không được chọn là vào những cái chỉ chứng phổ biến bởi vì nó chỉ gặp trong cái bệnh viêm vi cầu thận mà có kèm theo một cái bệnh nền một cái bệnh gan kèm theo như là một cái bệnh gan liver disease kèm theo như là viêm gan C tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cái độ lọc cầu thận thì ngay trực chuỗi là chỗ này <laughs> The condition is characterized by irreversible and progressive glomerular and tubular interstitial fibrosis, ultimately leading to a reduction in the glomerular filtration rate and retention of uremic toxin. Thì cái tình trạng này nó được sự đặc trưng bởi chủ yếu là sự sơ hóa Các vi cầu thận và các ống lượng thận Và các uh, uh, Khoảng kẻ Ống lượng thận Thì Và từ đó dẫn đến cái sự suy giảm Tốc độ lọc cầu thận Và sự giữ lại các chất độc ure Cho nên là mới có cái chuyện là Vi vi cầu thận cấp lâu ngày Sẽ có xu hướng chuyển sang vi vi cầu thận mạng Là chronic glomerulonephritis Tiếp theo là về trong một cái trang kidney fund thì mình sẽ coi chủ là tới cái triệu chứng của nó thì nó có blood in the urine protein in the urine high blood pressure anemia nó có đái máu nè nó có đề cập rồi feeling với lại like feeling more tired than normal là cái fatigue và cuối cùng là tài liệu tham khảo của National Healthcare System của UK thì nó cũng có đề cập tới cái Bộ ba cái triệu chứng này chính là rash, joint pain, breathing problems and tiredness là phát ban, đau khớp, các vấn đề về hô hấp và mệt mỏi thì có cái tiredness là mình sẽ đã có được đề cập trong cái đề rồi chúng ta sẽ quay lại đề vậy thì cái câu này ta sẽ chọn những cái đáp án sau đây chính là hematuria decreased GFI fatigue loại bỏ elevated LFT Eh, liver function test bởi vì cái này nó chỉ gặp khi mà glomerulonephritis kèm thêm một cái bệnh uh, gan kèm theo như là viêm gan C hepatitis C. Đây sẽ kết quả. Rồi uh, bài cái câu của mình đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.